Hello, xin chào các bạn. Mình sẽ coi một cái clip của tiếng Tây Ban Nha, nhưng mà ở Mỹ là Tú Nơ Tát. Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha gì đó, nó có gốc giống như tiếng Việt Nam. Thì vì tiếng Việt Nam, chữ viết Việt Nam nó cũng có dấu sắc, dấu huyền, dấu này, dấu kia, giống như tiếng Bồ Đào Nha. Tại vì người khai sáng tiếng Việt chính là một người Bồ Đào Nha, mà cái ngôn ngữ Latin đâu à, có dấu. Tú Nơ Tát là gì? Tú là bạn, Tú là du, những đứa nhỏ này đang nói chuyện, nhỏ này đang chơi với chú hề, chắc là Pinata sinh nhật cái gì đó. Có đeo khẩu trang kìa, trong đại dịch Covid kìa. Đây có một đứa nó đứng ngoài, à đúng là sinh nhật rồi, sinh nhật đúng kiểu của Tây Ban Nha, bóng bóng chú hề Joker. Là một đứa đứng riêng không vui à, nó chỉ vô chỉ ra gì chú hề Joker tóc vàng. Chú hề này con nít nó sợ, nó thích nhìn chú hề như Joker, ta sợ ta skip. Bắt chú hề bỏ cốp xe luôn, bắt chú hề tra tấn ha, tra tấn khủng bố à, chả hiểu gì. Tú Nơ Tát thằng này nó giống với thằng mặc vụ trong game Call of Duty, râu ria khủng bố và đeo kính đen ngầu. Đâm chú hề, bắt chú hề, lôi chú hề ra, chú hề thúc ra che mặt lại. Tôi mệt thật, sải áo trắng mà nhìn vẫn ngầu, nhìn rất là giang hồ. Lấy cái điếu xì gà, có cái kéo các xì gà để sẵn luôn đó, xì gà anh cũng bướm mà. Tiếng Cuba, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha nó có gốc chung với nhau. Trước mình cũng có tự học tiếng Tây Ban Nha nhưng mà rồi bỏ rồi không có thời gian, càng ngày càng khó. Tiếng Tây Ban Nha cộng đồng có tiếng thứ ba thứ tư ở Mỹ, những cộng đồng tiếng Tây Ban Nha rất là lớn ở Mỹ. Nhả khói, tôi nói ta chưa hề treo lên gặp đá thế gì, nó chưa hề xuống rồi. Chưa hề nhìn đẹp rồi, tại vì này hơi bạo lực nhỉ, giết chưa hề bạo lực quá, không dành cho con biết nó hết rồi, vì bạo lực quá. Rồi xin cảm ơn các bạn, một MV rất là bạo lực, bắt chưa hề tra tấn và treo cổ.